Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một đôi dép đồ chơi xinh xắn như thế này nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm thôi. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một đôi dép đồ chơi cho bé nhé. Nguyên liệu của mình cần có đó là bút chì, thước kẻ, này, kéo. Keo dán thì mình sẽ dùng là keo nến nhé. Còn các bạn thì dùng keo gì cũng được. Nói chung có keo gì dùng keo đấy cho mình nhé. Tại vì mình sẽ sử dụng cái bìa màu này để mình làm này. Thì cái phần bìa màu này rất là dễ dán, mọi người dùng keo gì cũng có thể dán được nhá. Keo sữa này, keo dán giấy này, băng dính hai mặt đều dán được vô tư luôn nhá. Ở đây mình sẽ lựa chọn ba cái màu sắc bìa màu như này. Vàng này, đỏ này, màu cam. Đấy, mình sẽ phối hợp ba cái màu sắc này lại để mình tạo thành đôi dép thật là xinh nhá. Thì đây là cái cách mình phối màu này. Mọi người có thể là tham khảo cái cách gợi ý của mình, hoặc là mọi người thích màu sắc nào thì mọi người sẽ sử dụng màu sắc đấy nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên thì mọi người sẽ gập cái tờ này vào cho mình một chút này. Cái kích thước của đôi dép ấy, mọi người thích to hay nhỏ thế nào thì mọi người sẽ gập vào cho nó phù hợp. Mình cắt bỏ phần dư đi. Rồi, mình sẽ có cái phần bìa này, mình đang gặp đôi nha mọi người, gặp đôi này. Để mình cắt một lần mình sẽ được hai hình giống nhau luôn. Vì là dép thì bao giờ nó cũng sẽ có một đôi đúng không? Thế là mình sẽ phải làm theo đôi như thế. Mọi người phát cho mình cái hình dép vào đây. Dép nó sẽ có cái phần thân nó to và nó dài hơn cái phần gót. Đây, phần gót nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Đây mình vẽ phần gót vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt ra nhé. Mình cắt ra. Mình cắt men theo cái đường mình đã vẽ là được. Rất là đơn giản. Đấy, mình tiếp tục mình cắt nhé. Rồi, còn một chút xíu nữa là xong. Mình tiếp tục mình cắt ra. Rồi, mình sẽ bỏ phần dư rồi đi. Sau khi cắt xong, mình sẽ được hai cái phần đế dép rất là xinh như này. Đây, hai phần đế dép rất là xinh, rất là dễ thương đúng không? Đây. Bây giờ mình sẽ làm phần quai dép mình gắn vào. Quai dép thì mình sử dụng cái phần bìa màu vàng này. Bây giờ mình sẽ kẻ cái đường quai có độ rộng 1,5 cm nhé. Mình kẻ quai vào đây. Mình sẽ kẻ làm hai đường nha mọi người. Mình tiếp tục mình kẻ một đường nữa. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt ra. Mình cắt nó ra. Cái này nó chỉ là đường thẳng thôi, cắt rất là dễ. Rồi mình gặp đôi thì mình cắt đi. Dễ. Mình gặp đôi rồi, bây giờ mình sẽ cắt theo đường mình đã vẽ. Mình làm như này thì nó nhanh hơn. Mình cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt làm đôi. Đây mình chập vào một rồi mình cắt làm đôi rồi nhé. Mình sẽ được bốn cái mảnh nó bằng nhau. Bây giờ mình sẽ dùng bốn mảnh này mình dán quai dép. Mình sẽ đo vào đây trước này. Để xem cái kích thước của nó là ok chưa. Kích thước ok rồi thì bây giờ mọi người sẽ gập vào, gập bốn mảnh này vào cho mình, chập là một nhé. Sau đó mọi người gấp hai đầu để đánh dấu cái điểm mà mình sẽ bôi keo ấy. Rồi giờ mình sẽ mở ra và mình sẽ bôi keo và mình dính vào nhé. Mình sẽ làm cái quai dép chéo. Đây mình áp vào, mình sẽ làm cái quai dép chéo chéo một chút. Hai quai đan chéo vào nhau.
Mình tiếp tục mình làm tương tự với phần bên này. Mình cũng sẽ dán như vậy nhé. Mình áp vào. Rồi bây giờ mình dán cái phần quai còn lại. Mình cũng dán chéo vào. Rồi mình được hai phần quai nó cũng khá là tương đồng rồi. Rồi mình sẽ dán nốt phần quai còn lại nhé. Tiếp tục mình dán keo vào. Mình dán chéo quá. Rồi bây giờ mình sẽ áp cái phần này xuống, mình cũng dán chéo qua nhé. Mình áp vào. Rồi mình sẽ được cái phần dép đan chéo rất là xinh như này. Mình làm tương tự với cái bên dép còn lại. Mình cũng sẽ cho keo vào. Mình áp vào đây. Sau đó mình lại cho keo vào và mình áp vào nhé.